Các bạn thân mến, khi đi mua giò chả tại các tiệm giò chả, ngoài phần chả lụa hoặc chả quế, các bạn còn thấy người ta bán thêm một loại chả miếng, đó là chả bò. Bài học hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện món chả bò. Vật liệu cần chuẩn bị như sau: 300g bò phi lê, 150g thịt nạc thăn, 100g mỡ gáy, hành lá thì là, gia vị đi kèm gồm muối, tiêu, nước mắm ngon và dầu ăn. Phần thịt bò các bạn mua về không được rửa bằng nước lạnh. Chúng ta sẽ dùng khăn nhúng với nước muối và lau thật sạch miếng thịt bò. Tức là miếng thịt bò và thịt thăn phải để thật ráo. Sau đó nếu trong phần thịt bò này có một chút gân nào thì các bạn sẽ phải cắt bỏ hết, không được để một chút gân. Phần thịt thăn cũng vậy, chúng ta cũng sẽ làm và rửa. Tôi xin lỗi, chúng ta không được rửa. Chúng ta sẽ lấy khăn nhúng nước muối và cũng lau thật sạch. Sau đó chúng ta sẽ cắt mỏng cả thịt bò lẫn thịt thăn. Phần mỡ gáy sẽ có hai cách làm. Cách thứ nhất là chúng ta cắt sợi thật nhỏ, sau đấy các bạn ướp đường một đêm. Khi thấy mỡ trong vắt là được. Và như vậy sau khi trộn với lại chả bò thì phần mỡ này chúng ta ăn sẽ thấy có sợi mỡ. Cách thứ hai, để tránh tình trạng nhiều người không biết ăn mỡ, thấy có những sợi mỡ ngán thì chúng ta sẽ cũng cắt mỏng và xay cùng với lại thịt bò và thịt thăn. Sở dĩ tôi chọn mỡ gáy mà không chọn mỡ thịt, bởi vì các bạn biết rằng phần mỡ thịt có rất nhiều mỡ nước. Sau khi các bạn nấu hay chiên thì phần mỡ thịt này rất lợi. Nhưng nếu các bạn trộn vào trong phần chả bò thì phần này nó sẽ làm cho chả bò bị đọng nước mỡ nhiều. Cho nên chúng ta sẽ chọn mỡ gáy là vẫn có chất béo nhưng không có bị mềm quá cái phần chả của chúng ta sau khi làm. Chả bò là một món chả đặc biệt của người miền Bắc. Và như các bạn biết rằng trong món chả bò mà không có thì là thì không ngon. Nên ở đây chúng ta sẽ chuẩn bị hành lá và thì là. Trong trường hợp các bạn không ăn được mùi của thì là, bởi vì thực sự ra mùi thì là rất thơm, nhưng có một số người không thích ăn, thì các bạn có thể chỉ cho một chút hành lá và không cần cho thì là cũng được. Chúng ta sẽ cắt nhỏ hành lá và thì là, cắt thật nhỏ. Để thực hiện được món này, các bạn phải quết phần thịt bò, thịt heo và mỡ gáy chung cho đến khi nào phần thịt thật là nhuyễn. Trong trường hợp ở nhà có máy xay thì chúng ta sẽ sử dụng luôn máy xay. Các bạn sẽ cho phần thịt vào trong cối. Bây giờ chúng ta sẽ xay cho phần thịt và mỡ này thật nhuyễn. Sau khi chúng ta xay nát phần thịt và mỡ, các bạn sẽ lấy phần này ra tô. Trên nguyên tắc, nếu mà các bạn quết thì các bạn sẽ thấy phần thịt này dẻo ngay. Bây giờ muốn cho phần thịt này thật dẻo, chúng ta phải qua một khâu khác, đó là chúng ta phải đập. Lúc nãy trong quá trình xay, tôi không hề cho một chút xíu gia vị nào. Bây giờ chúng ta sẽ nêm gia vị. Các bạn sẽ cho vào đây một chút xíu nước mắm ngon. Một chút thôi. Và phải là nước mắm thật ngon. Mùi nước mắm phải có mùi thơm.
Chứ các bạn đừng mua loại nước mắm nó có mùi, nặng mùi thì khi cho vào chả bò sẽ không ngon. Các bạn sẽ cho vào đây tiêu. Cũng tùy theo ý thích các bạn thích ăn nhiều cay hay ít cay mà chúng ta cho nhiều hay ít tiêu. Và bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây một chút muối. Nếu các bạn thích ăn có một chút vị ngọt thì các bạn có thể cho vào đây một chút xíu đường. Nhưng thông thường chả bò không có vị ngọt nên chúng ta không nên nêm. Bây giờ các bạn sẽ cho phần hành lá và thì là vào. Chúng ta trộn đều. Tôi sẽ sử dụng tay và trộn đều hỗn hợp thịt này. Sau đấy chúng ta sẽ đập. Các bạn đập nhiều lần và chính cái động tác đập phần thịt này vào trong tô sẽ làm cho chả bò có độ dai tự nhiên. Như vậy các bạn thấy ngoài thịt, mỡ, muối, tiêu, nước mắm và hành lá thì là tôi không hề sử dụng bất cứ một loại phụ gia nào khi làm món chả bò. Trong trường hợp các bạn thích ăn dai nhiều hơn, các bạn có thể thay phần thịt nạc thăn bằng giò mọc, tức là giò sống. Các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi 2 miếng lá chuối và cắt thành hình tròn như cái đĩa khoảng 18 cm. Tùy theo các bạn muốn làm miếng chả to hay bé, thì ở đây cái phần thịt của chúng ta có thể sử dụng được một miếng lá chuối đường kính khoảng 18 cm. Và chúng ta sẽ bôi dầu ăn vào một mặt của lá chuối. Sau đó các bạn sẽ lấy phần thịt đã xay nhuyễn, ém gọn vào trong cái miếng lá chuối. Trong trường hợp các bạn không thích làm bằng lá chuối, ở nhà có những cái khay các bạn có thể cho vào khay, nhưng đặc biệt có mùi lá chuối thì phần chả bò sẽ thơm hơn. Chúng ta tóm gọn lại làm cho nó mịn. Miếng lá chuối còn lại chúng ta sẽ đậy lên đây. Lúc nãy tôi có nói chúng ta chuẩn bị 2 miếng lá chuối. Một miếng lá chuối chúng ta đựng và một miếng lá chuối chúng ta đậy lên đây. Và bây giờ chúng ta sẽ hấp. Thịt bò rất mau chín và thịt thăn sau khi băm nhuyễn cũng rất là mau chín. Các bạn hấp khoảng 7 đến 10 phút là phần thịt này chín. Sau khi hấp chín, các bạn lấy ra và cũng sẽ có 2 cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ dùng luôn phần chả bò hấp như thế này và không cần chiên lại. Trong trường hợp các bạn thích chiên thì chúng ta sẽ để phần chả bò này nguội một chút xíu, tức là cho cái phần hơi nước này nó bay đi bớt. Chúng ta sẽ chiên sơ qua, tức là chúng ta sẽ trao qua dầu. Bây giờ tôi đợi cho phần chả này bớt đi cái phần hơi nước đọng lại ở trên mặt và chúng ta chuẩn bị một cái chảo dầu để chúng ta chiên. Các bạn chuẩn bị một chảo dầu nóng. Đợi cho phần dầu trong chảo sôi. Chúng ta sẽ thả miếng chả vào và chiên. Phần chiên này rất nhanh vì thực chất chúng ta chỉ cần trao miếng chả bò qua dầu để cho phần bên ngoài có màu vàng nâu như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cắt miếng chả bò này ra và chúng ta cũng cắt rất là đơn giản.
Các bạn sẽ cắt xéo. Các bạn thân mến, chả bò ăn ngon vì có vị thơm của hành lá và thì là. Các bạn có thể dùng chả bò với cơm nóng hoặc với xôi nếp hay bánh mì đều được. Và khi dùng với cơm thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn một chén nước mắm rắc tiêu. Trong trường hợp các bạn ăn với bánh mì thì chúng ta chỉ nên rắc muối tiêu mà thôi. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình Khéo Tay kỳ tới.